cho lươn ăn. Đây là những con lươn đồng nhá, những con lươn mới thuần hóa được tháng, nó vừa ở đây xong này, nó thấy có mồi nó chạy vào ngay. Bọn này tinh lắm. Đây là bọn lươn vừa, bọn lươn bé. Thôi nó lôi mất rồi. Lôi mất cục rồi. Phân heo. Bọn lươn này đang thuần. Bọn lươn nhỏ xí xí này. Đây là chùm quế. Que để khêu chuột quế nghịch. Cái này toàn cỏ không này. Chạy đâu hết rồi. Nó chạy nhanh lắm. Nó dễ sợ lên này. Chạy nhanh đấy. Trứng nữa này. Còn kệ bố đúng không? Bạn nghe thấy tiếng ăn của nó không? Đây là những con lươn nhỏ nhé. Nhỏ xíu xíu hơn. Nó đang thò đầu lên ăn được. Con này nhỏ bằng cái đầu đũa. Đây là mồi mình làm từ cá, cám, có thêm tỏi và men tiêu hóa của trẻ con. Bọn lươn này mình mới thuần thôi, nhưng chỉ một hai ngày là nó biết ăn. Ui, ăn tham thế. Thái nước liên tục nhá. Mình phải mua một cái máy đo pH và một cái máy thử độ TDS đấy, cái máy TDS đấy. Cái độ pH của lươn từ 6 đến 8 chấm. Nó ổn định nhất. Lươn này hơi to một tí. Bạn có nhìn thấy không? Thấy ánh đèn nó rút đi ạ. Tắt đèn đi mới nhìn được. Con này ăn hết bố rồi. Nên nên không buồn. Mình cho lục bình rồi. Đó.
mình làm hồ bé tại mình chưa đi bắt được nhiều, mình lấy kích kích về nuôi luôn để xem nó có sự phát triển của nó thế nào. Nuôi bọn này nuôi được tháng rồi á. Thấy cũng lớn. Do bị trích điện nhưng mà nó vẫn lớn. Nhưng không biết nó có, mình chưa nuôi lươn kia nên không biết là nó có lớn nhanh hay là lớn chậm. Giờ là gần Tết rồi, mình sẽ để thử đến tháng 5, tháng 6 xem là nó to được. Mỗi con được khoảng bọn to này đi, to này được khoảng 2 đến 3 lạng một con là ngon rồi. Là cái lươn đi trích điện về nó cũng vẫn sống mạnh. Mà mình trích về là chưa chết một con nào luôn á. Các bạn biết sao? Do là cái độ pH ở ngoài ruộng nó trùng với lại cái nước giếng khoan ở nhà mình. Độ pH ở ruộng bằng 7.5 hay sao á. Hình như là vậy. Và nước giếng khoan là mình mới bơm lên là 6.8. Nhưng mà để mấy hôm là nó tự nó tăng lên. Còn nước có phèn này. Nhưng mà có nhiễm sắt, nhưng mà hơi ít sắt nên là không sao, lươn vẫn khỏe mạnh. Mình bơm trực tiếp mình thả vào đây luôn, không có qua lọc lết gì hết. Lươn vẫn sống bình thường. Rồi nó tha mất cái cục đi rồi. Phân bò. Bọn này nó chén gần hết à. Trong này tầm 50 con. Không đấy, 40 con. Mình cho ăn một ít vậy thôi. Rồi. Đây là những con lươn mình bị bệnh mà mình không chữa được. Chết ngắc này. Chết rồi. Con lươn này là nó bị lấm đầu mà mình. À, nó lấm hết cái đầu luôn mà. Mình cho nước muối là chẳng thấy nó khỏi gì. Bạn nào chắc phải đi mua thuốc cho nó. Còn đây là con chùn nhỉ, chùn huyết à. Không biết còn con nào không? Mình thả mấy lươn vào kéo nó ăn hết à. Lươn con này. Đấy, khỏe mạnh lắm. Nước bẩn nó cũng sống rồi. Lươn là rất bùn mà. Trong này có con lươn nữa này. Đó. Ăn hết có chuẩn huyết của tôi rồi. Tôi kệ nó. Giờ nó sống ở đây luôn. Các bạn nào có cái thuốc gì chữa con lươn nó bị nở nét thì comment cho mình với nhá. Cảm ơn trước. Thôi cho mình thì mà hay mình đi mua thử thuốc không, có thuốc gì không.